Xin kính chào tất cả quý khán giả. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khả năng ô tô Hải Phòng. Khả năng ô tô chuyên mua bán trao đổi tất cả những dòng xe trên toàn quốc các bác nhé. Bằng chứng là trước mắt quý vị anh chị là một mẫu xe đến từ Thừa Thiên Huế. Khả năng ô tô xin chào anh em 75 15 16, chúc anh em 75 luôn luôn may mắn, mạnh khỏe, phát tài, thành công may mắn nhé. Chúc các bác trên toàn quốc là khắp Tết rồi. Hôm nay không có gì thay đổi, đã là mùng 9 âm lịch rồi. Như vậy là loáng thoáng chỉ còn hơn 40 hôm nữa là Tết, nhìn nhanh đi. Mà Tết Dương thì hôm nay đã mùng mấy rồi? Mùng 2 rồi. Ê ui, không có gì thay đổi, chỉ 25 hôm, 27 hôm nữa là anh em rạo rực đi cho người yêu đi Tết Tây rồi. Tết ta thì khoảng 40 hôm nữa, nhanh kinh khủng luôn. Thời gian nó không chờ một ai cả. Các bác nào mà chưa mua xe, kênh này là thời điểm thích hợp nhất và tốt nhất để mua những chiếc xe cũ. Một chiếc xe số tự động gia đình và không taxi dịch vụ thì em nghĩ dòng Hyundai Accent này cũng là một sự lựa chọn rất là ok cho anh em. Vừa nhập khẩu này, vừa số tự động động cơ chỉ 1.4, máy tiết kiệm nhiên liệu, eco tiết kiệm nhiên liệu, nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 6 lít xăng trên 100 km. Đấy, hỗn hợp các bác nhé. Còn đây đường trường thì nó tiết kiệm hơn và đi trong phố thì nó sẽ tốn hơn một chút. Mà lớp sơn màu trắng mà đẹp ngọc trinh như này, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, biển Thừa Thiên Huế, bao zin bao đẹp cho bà con và không taxi, không dịch vụ, máy số keo chỉ, thân vỏ zin 100%. Chiếc này thì em không mua trực tiếp nhưng mà anh em đi trực tiếp vào nhà khách hàng mua, gửi ra ngoài này cho em. Đấy, thợ trên toàn quốc em đều có, các bác chỉ cần nổ địa chỉ anh em sẽ cho anh em nhân viên tận vào tận nhà các bác để xem xe trực tiếp, phục vụ cho bà con các anh chị nào quan tâm đến tất cả những mẫu xe bên em. Một mẫu xe là anh em chỉ cần alo em đặt cọc cho em phát này, em cho anh em đánh tới tận cửa, các bác không ưng anh em chỉ xin tiền đi lại thôi. Đấy, bọn em đã đánh đi gần như được việc vì bọn em rất là tự tin, tả chuẩn, chi tiết, chính xác cho bà con các anh chị nào mà muốn quan tâm. Một mẫu tiền, mẫu xe mà cửa tiền khoảng 360, em đang niêm yết tại cửa hàng là 368 đây, nhưng 36 là bán rồi bà con. Accent Blue thì nó là phiên bản Blue anh em ạ. Nó có rất là nhiều phiên bản, có số sàn thì nó có Accent thường thôi. Accent Blue thì nó có phanh đĩa 4 bánh, ABS 4 bánh. Đấy, phanh đĩa 4 bánh thì nó có 4 cái phanh đĩa ở bánh này. Và ABS thì lúc nào nó cũng có 4 bánh thôi. Đấy, cùng với nó có cái gì? Xi nhan gương tích hợp này. Có phím bấm vô lăng tích hợp này. Xem có để lỗ chưa nhỉ? Dòng này có để lỗ chưa nhỉ? Chưa có để lỗ các bạn. Có để lỗ start top thì phải Hyundai Avante. Những con xe mà nó phân khúc C, con này phân khúc hạng B thôi, cạnh tranh cùng trực tiếp với Vios nhưng mà nó rẻ hơn Vios tí. Vios thì là nó thông dụng hơn và nó phù hợp với cái công việc mà anh em đôi khi anh em làm tại lái, anh em đi nó đồ anh em nghĩ nó đồ nó lành và đồ của Nhật đấy. Thì đây Vios đây, con này thì em bán cửa tiền 400 cơ, đấy đời 2014 bằng cái con bên cạnh nhưng mà lại cửa tiền 400. Con này xe của bác sĩ đi nhá, bác sĩ đi mà zin hết, anh em tìm ra lỗi em đốt xe ngay tại chỗ cho anh em xem. Nếu tìm ra lỗi thì mà lỗi đốt xe tại chỗ này. Con xe đấy màu bằng cát sơn zin. Và xe của một chủ từ đầu biển Sơn Na này. Bác chủ xe bác đi, người bác sĩ bác đi sáng đi tối về thôi, mấy chục cây thôi. Tiết kiệm mà 6 vạn 2 xịn nhá, 4 cổ lốp theo xe. Anh em biết đời 24 mà anh em kiếm được con nào 4 lốp theo xe thì em cũng đến ạ luôn đấy. Này con này cũng thế này. Là hàng xuất sắc, hàng thuốc chuột luôn. Xe đẹp này ở trong miền Nam chuyển ra, miền Trung chuyển ra thì bọn em phải mua xe đẹp, thật là đẹp thì mình mới mua. Đấy, giá là phải hợp lý nữa chứ. Chuyển ra đây mất 5 triệu thôi. Anh em đừng có nghĩ là chuyển mất nhiều nhé. Em chỉ chuyển hết có 5 triệu dọc cái đường từ miền Bắc vào miền Nam, dọc quốc lộ 1A. Em chỉ chuyển mất có 5 triệu một xe, 5 triệu rưỡi đi, giờ xăng đắt thì 5 triệu rưỡi, 5 triệu rưỡi một xe vào miền Nam, từ Bắc vào Nam. Dọc tuyến anh em ạ, đi 10 cây cũng 5 triệu, mà đi 1.000 cây cũng 5 triệu rưỡi một xe, 5 triệu xe nhỏ một đầu. Xe hai đầu này thì 5 triệu rưỡi, còn xe 7 chỗ thì 6 triệu. Đấy là cái giá niêm yết của anh em thợ, người ta xe lồng người ta vẫn hay chuyển cho bọn em. Đấy, các bác này nhìn này, đấy. Ê ui, đẹp từng phân keo chỉ luôn. Xuất sắc luôn. Nội thất này nguyên zin nhá, cái này là nguyên zin theo xe nhá. Đây. Nguyên zin này. Sơn xi vô cùng căng bóng mọng mịn. Ở trong miền Trung và miền Nam thì anh em làm thợ đồng và thợ sơn làm giỏi, làm đẹp hơn thợ ngoài Bắc. Em khẳng định luôn. Thế anh em thợ ngoài Bắc làm ẩu hơn, giá thì rẻ hơn. Nhưng trong miền Nam có là làm một chiếc xe này có thể đến 20 triệu tiền sơn. Nhưng bên em thì làm khoảng tầm 10 đến 12 triệu là nhiều rồi. Thì chất lượng thợ thì ở trong đấy sẽ làm kỹ hơn, nhưng làm lâu lắm. Anh em thợ miền Nam làm lâu lắm. Nhưng bọn em làm nhanh hơn nhưng mà chất lượng thì không bằng. Đấy là nói thật, nhiều anh em mua xe bọn em về còn sơn lại cả xe cho đẹp. Nhưng mà thực ra thì xe anh em cứ quan trọng cái máy cho em, còn cái sơn xi bên ngoài anh em thay đổi nó đơn giản mà. Nếu sơn quê cả con xe này em chỉ sơn quê khoảng tầm 8 triệu thôi là đẹp lắm rồi. Nằm trong thì để nguyên. Còn anh em thợ ở trong miền Nam có khí bóc hết rồi. Bóc hết cả sơn lại, mất cả sơn zin làm gì đâu. Sơn lại từ đầu thì nó nhìn nó đẹp hơn, sạch sẽ hơn ấy, nhưng mà nó không chưa chắc là đẹp bằng sơn zin đâu. Sơn zin nó cũng là hàng thuốc chuột mà. Đăng kiểm tháng 5 năm 2023. Tư nhân một chủ từ mới nhé các bác nhé.
một chủ tử mới xe gia đình, máy zin, keo chỉ zin 100% luôn. Chiếc xe này em bao lỗi bao test toàn bộ cho bà con các anh chị, anh em mang đi đâu cũng được, mang vào hãng, mang vào gara, mang vào người nhà, mang vào cả nhiều lúc cả 10 bác xem xe cho một bác chủ đấy mà vẫn không thể tìm ra lỗi được. Xe đẹp như này thì nhiều anh em sẽ bình luận bảo đẹp thế mà sao mày không để mà đi. Rất là vô duyên. Anh em nhiều anh em vô duyên vãi đái. Người ta bán xe quảng cáo thì đi vào bảo là sao mày không đẹp thế mà không để mà đi. Hú nó chết rồi. Xe em bán mà, đúng không? Tất cả những mẫu xe này em bán này. Hôm qua em bán chiếc Forte này về cho anh em Thanh Hóa nhá. Kia Karen về anh em ở đâu nhỉ? Hưng Yên hay Hà Nội nhỉ? Không nhớ rồi. Innova nhỉ? Vừa bán mấy con nữa. Trong nhà đang viết giấy mấy con này. Các bác đi là tầm toàn ôm một cục tiền thôi. Một tập tiền to. Nếu anh em nào mà dùng Agribank thì thứ bảy chủ nhật anh em cầm tiền mặt đi nhá. Còn không anh em chuyển khoản nó nhanh. Chuyển khoản thì anh em nào mà không bị hạn chế thì anh em hãng chuyển nhé. Nhiều anh em hạn chế chuyển có 50 triệu đến ngồi xe ngồi chơi ớ đó. Chết rồi, quên mất anh cho hết tiền vào tài khoản. Nhưng mà tài khoản Agribank mỗi ngày chuyển được có 50. Nó bị khống chế đấy anh em nhé. Đây này, sơn thì không gì đâu. Cái chỗ dưới này thì phải làm một tí sơn nhé. Đây này. Vì nó là gầm thấp thì nó sẽ quẹt một tí nên xước sát thì mình phải làm rồi. Chỗ đấy thì em sẽ cho anh em làm thêm một tí sơn cho nó đẹp. Xi nhan gương tích hợp này. Bên ngoài bên trong không phải làm gì cả, nóc còn nguyên, sơn gì. Đó, giá tiền thì em đã niêm yết tại cửa hàng là giá là 368 rồi. Nhưng mà tất nhiên vẫn còn bớt, còn giảm nọc ná cho bà con nữa. Các bác nào mà đến xem xe thì cứ liên hệ em Đăng nhé. Có tư khí phanh ABS này. Đấy, thương hiệu Hàn Quốc. Nhập khẩu từ Hàn Quốc về Việt Nam, động cơ 1.4. Máy nổ êm ru luôn. À con này chưa có gương gập. Có gương gập nhỉ, gương gập hơi tiếc một chút là không có gương gập. À, gương gập thì anh em chế nên khoảng còn tầm 1.6 triệu. 1.6 triệu là gương gập. Bọn em chế hết gương gập hết 1.6 triệu đâu. Thực ra cũng chả giải quyết gì cả. Đôi khi lại còn có hại anh em ạ. Cứ để như này đi. Xong thích thì bẻ tay vào, thích thì bẻ tay ra. Đấy, túi khí này. Hai bên hai cái các bác nhé. Thơm mùi mới, thực sự là con xe nó rất là mới luôn. Anh em cục số vô lăng này. Ghế này là ghế da nguyên bản theo xe từ đầu anh em nhé. Không phải là da làm lại đâu, da đục nỗ này, da nguyên bản đấy. Nó đẹp như này là do người ta đi ít đi, không di chuyển nhiều. Xe mới đi được có 11.7 vạn là km chuẩn nhé, không thay đổi công tơ mét. Con này đi gấp đôi con kia luôn. Con này thì nó là hàng thuốc chuột trong các loại thuốc chuột này, mới đét luôn. Con đấy thì nó đi được có 6.2 vạn mà 4 quả lốp vẫn theo xe, dã man thật. 4 quả lốp vẫn còn theo xe, đấy, xe đấy gọi xe đấy. Con này thì đi nhiều hơn một chút nhưng cũng là hàng đẹp, hàng thuốc chuột so với phiên bản này rồi. Chẳng qua cái bác sĩ cái bác đi ít thôi chứ đúng là con xe này phải đi tầm 11-12 vạn mới là chuẩn. Sau bao nhiêu 2014 thì 8 năm rồi thì mỗi năm hơn 1 vạn đi 11 vạn mới là chuẩn các bác nhé. Đấy, em sẽ đây em di chuyển ở đây một chút cho anh em. Ui, máy gầm khói bàn chất lượng luôn, bốc thôi rồi, bốc lắm. Ôi sướng luôn, đi rất là sướng. Nếu mà so với Vios thì Accent sẽ không ăn được Vios các bác nhé. Vios số tự động ấy, còn không qua dịch vụ, và rồi qua dịch vụ rồi thì không nói làm gì. Nếu mà cùng phân khúc mà không qua dịch vụ thì Vios nó đắt tiền hơn thì cũng có lý do của nó các bạn, cùng phân khúc B với nhau. Nhưng mà ông Vios thì nó đắt hơn con này mất 20-30 triệu đấy. Nếu mà con xe nó lỗi thì không nói làm gì. Nếu hai con cùng đẹp thì con Vios nó sẽ ngon hơn một chút. Còn nhan sắc thì cái con này nó có vẻ như nó bóng bẩy hơn vì nó đến từ Hàn Quốc. Thì nó được thiết kế nó ok hơn, mẫu mã nó ok hơn một chút. Nội thất nhìn cũng khá là tươm tất, nhưng mà để thông dụng mà bền thì Vios sẽ nhỉnh hơn. Đấy là hai sự so sánh cho bà con để bà con so sánh. Còn nếu cái tầm tiền này anh em vẫn có thể lấy được Hyundai Avante đời 2013 phân khúc hạng C đến từ thương hiệu của Hyundai. Nó cao cấp hơn con này một chút nhưng mà nó rẻ ngang con này thôi. Nó chỉ có 350 này, em đã mua được đời 2014 rồi. 2014 anh em mua 350 nhé. 350 anh em mua được 2014 luôn. Đấy, mà cũng xe gia đình, tư nhân chính chủ, không quan đục không taxi. Đây, con xe này thì máy zin từ mặt dàn cò luôn các bác. Zin từ mặt dàn cò luôn. Ốc máy này, chân máy này, tai đèn này. Đấy, mọi thứ đều nguyên zin này, keo chỉ zin này, cabo zin này. Ốc đỗ kỹ thuật phần đầu cabo cũng nguyên là nguyên zin này. Đấy, xe đẹp như này thì anh em không phải lo về chất lượng máy móc và gầm bệ nữa nhé. À, mặt máy thì như là vệ sinh doang rồi, còn đâu là dưới còn nguyên zin này, vách vùng còn nguyên hết, chưa tháo máy, chưa hạ máy này, cụm phanh ABS kia, máy nổ êm ru không nghe tiếng động luôn. Chiếc này thì em nên biết từ cửa hàng với mức giá là 200
368 triệu đồng. Có giảm, có lộc lá cho bà con nữa. Trân trọng cảm ơn tất cả quý bà con các anh chị đã quan tâm theo dõi ủng hộ. Hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ những video bên em. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.